Cái khó là nó nằm hết ở những cái chỗ nào mà nãy giờ tôi cái khó đó, cái khó tức là cái bài kinh này hỏi như vậy và được Đức Phật trả lời như vậy, thì đó là và trong chú giải nó giải thích như vậy, đó là cái khó. Cái đó là cái quý vị không có tự nghĩ là được. Rồi cái câu tiếp theo đó là ok, câu là tôi cũng giải thích thoáng rồi thôi. Cái này tự quý vị thấy, tự quý vị hiểu nha. Theo trong chú giải nói là ở cái câu một có cái câu mà tôi vừa giải thích là cái tên gọi đó, trong một trường hợp nào đó khi mà ta hỏi cái gì mà nó bao trùm lên mọi vật ở đời thì Đức Phật này lại trả lời là cái tên gọi thôi. Nhưng mà trong cái câu kệ này nè, với một cái đối tượng khác thì Đức Phật lại trả lời khác. Ngài trả lời rằng là chính cái tâm là tất cả. Xem lại câu pháp cú một hai nha. Xem lại câu pháp cú một hai, tức là tâm đó, dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo. Chúng ta thấy là tâm là tất cả hết, tâm là bao trùm hết mọi thứ ở đời. Thí dụ như mình thấy cũng công việc đó, cũng cái việc đó mà các vị làm bằng cái tâm bất thiện ấy, thì cái việc đó được gọi là việc bất thiện. Cũng cái việc y hệt như vậy đó mà mình làm bằng tâm thiện ấy, thì nó là được xem là việc thiện. Tôi ví dụ như nói là nó là sự thật, cái người châu Á mình ấy, nhất là người Tàu với người Việt Nam xả rác đã. Cho nên cái gì mà mình ăn mà không nổi, ăn ngán, ăn hết thì mình đem mình đổ bỏ. Và khi mình đổ như vậy đó là một hình thức đổ rác, thì nó chỉ là cái tội thôi, nó là một thứ tội lỗi, đó là một cái thứ bất thiện. Tôi nói là vì cứ nghe kịp không, mình ăn hết mình đem mình đổ đổ bỏ thì cái đó có người nói đó là phí của. Còn có người thì nói đó là xả rác, bất kể đến cái môi trường vệ sinh cho thiên hạ chung quanh. Các vị có nghe rõ không? Dạ rồi. Dạ. Ăn không hết rồi đem đổ bỏ một cái chỗ nào đó thì cái đó gọi là xả rác, cái đó gọi là phí của. Nhưng nó cũng có trường hợp là mình biết cái đó mình không ăn nữa, mình kiếm cái chỗ đàng hoàng để mới đem mình đổ để cho những cái loài chim chuột gì đó nó ăn được thì nó ăn, thì lúc bây giờ cũng có động tác đổ đó. Nhưng mà mình thấy một lúc đó, ở một trường hợp A đó, ở trường hợp A đó thì mình đổ vậy là xả rác, là làm dơ môi trường, làm ô nhiễm không khí, đó là tội lỗi. Mình đem lại cái sự dơ bẩn cho cái môi trường sống chung quanh, cho mọi người thiên hạ, thì đó là tội lỗi. Nhưng mà khi mình đổ, mình kiếm chỗ mình đổ đàng hoàng cũng là đem đổ đó, nhưng mà mình có cái ý là cho cái loài nào nó ăn được thì nó ăn, thì lúc đó chính là công đức. Nhớ nha, tâm dẫn đầu các pháp là như vậy đó. Dẫn đầu là dẫn đầu như vậy. Cũng công việc, tôi nhắc lại cũng công việc đó thôi. Hoặc là tôi thấy có người quét nhà mà mình thấy cái cách họ họ lùa rác vào một chỗ, bởi vì họ không muốn không, cũng động tác lùa đó thôi. Cũng động tác lùa rác đó, nhưng mà họ lùa mà một góc nào đó là họ muốn cái kệ đó nằm đó, thì ra khỏi cái nhà này, rác ra khỏi cái phòng này thì ra là được rồi, nằm ở đó được. Nhưng mà cũng động tác đó mà cái người thứ hai đó thì họ nghĩ rằng lát đó mình sẽ đi kiếm đồ mình hốt, thì mình thấy chỉ nếu mà chỉ tính tới đó thôi, chỉ tính lừa rác thì một thật ra đó cả hai người lát sẽ đều sách đến đi hết, không có người nào hốt hết. Nhưng mà cái ông thứ hai đó cái chuyện mà ông lừa vào một chỗ là ông có cái ý một lát ông sẽ hốt, còn cái người thứ nhất là họ cũng lừa rác ở đó nhưng mà họ nghĩ là thôi kệ tới đó là được rồi, đó là cái trạm cuối rồi. Thì trong trường hợp đó cái chuyện lừa rác của người thứ nhất được xem là bất thiện, nhưng mà cái chuyện lừa rác của người thứ hai được xem là thiện. Rồi chưa có hết, có người thì đại khái ví dụ như vậy, đại khái cũng công việc đó thôi nhưng mà do cái suy nghĩ của mình để mà nó như thế nào. Tại sao tôi tính ví dụ tôi lại ngưng là bởi vì cái ví dụ này có thể gây cái hiểu lầm với các vị. Bởi vì thí dụ như tôi thấy có người ở Thụy Sĩ này họ không cho ông sư đó, bởi vì họ nghĩ là ông sư tôi sống đơn giản.
nhưng có người họ không cho là bởi vì họ họ kẹo. Hai cái này nó khác nhau. Hai cái này nó cũng là một động tác, là cũng là một cái hình thức là không cho, nhưng mà cái người thứ nhất thì họ nghĩ là ông sư có cần cái đó, mà mình thêm, mình cho ông sư, ông sư thêm bất thiện thôi. Chỉ thêm bất thiện thôi. Thì ví dụ như ở TV cũ hộ hoặc là họ có mấy cái bình hoa cũng đẹp, nhưng mà bây giờ muốn chọn thì có người nhắc anh nó đem tới cho sư đi. Thôi chọn sư đâu có xài này, sư đâu có thời gian đâu, đi tiên bông mà bông đâu dưới chân đó. Còn người thứ hai đó thì họ nghe nó đem lên cho ai đó đi, thì họ nói cái này còn xài được mà, mốt mình cần tới cũng phải bỏ mấy chục đồng đi mua chứ đâu có ít. Thì mình thấy hai cái hình ảnh đó, nhìn nó thì giống như một cái nội tâm khác nhau. Một bên thì người ta lại nghĩ tốt cho ông sư, thì cái ông sư đâu có thời gian đâu mà ngồi chuyên bông, mà bông đâu chứ. Là nghĩ tốt ông sư nào không cho. Còn người thứ hai là phải tiết của, nó bây giờ cho cho là con mốt thì họ cần người có đầu xài. Cho nên cũng một chuyện đó, nhưng mà mình thấy hai. Hồi nãy tôi không có nói ví dụ này là vậy đó, mà cái chuyện này mới xảy ra đây thôi. Ok. Cho nên cái bài kể thứ hai hoàn toàn các vị thấy trong chú giải đó, chú giải mà ngắn như thế này là có chuyện gì để nói hết. Chú giải mà ngắn như vậy thì không có chuyện gì để nói hết. Thì ở trong đây nó có một cái thêm chỗ này nữa, trong đây thêm ở trong đây trong Tika có nói chúng ta thêm một chuyện nữa là sao. Đối với cái người đối với người mà còn có phiền não đó thì hai thứ bất lực, còn cái người mà hết phiền não thì chỉ còn một thứ bất lực thôi. Các vị có còn nghe rõ không? Máy đứng rồi. Dạ rồi, cảm ơn. Tôi nhắc lại, cái người mà còn phàm phu thì họ có hai thứ bất lực, có nghĩa là sao? Một, danh sắc luôn vô thường ngoài ý muốn của chúng sinh. Đó là cái bất lực thứ nhất. Cái bất lực hai là phàm phu bỏ tài trước phiền não của mình, trước cám dỗ hay thử thách nha. Không bị hai cái đó, bởi vì trong câu kệ này có nói mà, có nghĩa là cái gì mà bị dắt dẫn thì theo em nó là cái tâm bị cái chúng sanh đó là bị cái tâm nó dắt dẫn hết nha. Tâm nó bị chúng sanh dắt dẫn, thì ở đây cái dắt dẫn nó điều hành nên nó chi phối mọi thứ. Thì trong đây nó nói thế này, đối với phàm phu á thì chúng ta bị hai thứ, có nghĩa là thứ nhất dầu muốn dầu không thì cái tâm lượng phải sinh diệt, đó là cái bất lực thứ nhất. Cái bất lực thứ hai đó là khi mà gặp cái cảnh ngọt ngào chúng ta không có thể kềm chế, không có thể đè nén, không có thể vượt thắng được cái tâm. Còn khi mà gặp cái gì đắng cay bất mãn thì chúng ta không có thể vượt thắng, không có thể kềm chế được tâm sân của mình. Mà hai vị này chắc các vị thấy rồi, thí dụ như bây giờ mình đã thích bóp đầm sắt tay phấn son nữ trang đồng hồ giày dép nón dù vân vân, mỗi khi mình đi đâu mình liếc mắt mình thấy rồi tự nhiên nó quýnh lên, nó quýnh lên, nếu mà có tiền thì cũng nhìn một cách ngậm ngùi ao ước mộng mơ, còn nếu mà có tiền là nhào vô liền kèm chế không nổi. Để hoặc là nghe ai mà phan một câu nào mà nó sốc nó hơi tự gái là chịu không nổi nha. Thì trong cả hai trường hợp đó là mình còn là phàm phu là mình bị bất lực trước phiền não của mình, và cái bất lực thứ hai đó là dầu muốn dầu không thì cái niềm vui nào rồi nó cũng qua đi, dầu muốn dầu không thì cái nỗi sợ hãi hay là cái nỗi tức giận nào rồi nó cũng qua đi. Bởi vì mọi thứ nó phải vô thường mà, cho nên đó là phàm phu là phải bị bất lực trong hai cả hai trường hợp, một là bất lực trước tam tướng và cái thứ hai là bất lực trước phiền não nha. Còn đối với bậc thánh nhân thì họ chỉ bất lực trong một trường hợp thôi. Thánh nhân chỉ bất lực trước tam tướng, tức là ngay cả một vị chánh đẳng chánh giác cũng không thể nào mà kềm hãm được
vì chính đẳng giác không thể nào kèm hãm được. Cái sự sanh diệt, cái sự vô thường của danh sắc, có nghĩa là tuổi già đến thì ngài vẫn phải già. Ngài có thể dùng thần thông để ngài hóa hiện ra một cái thân khác, cái chuyện đó thì được, nhưng mà để hóa hiện ra để cho người ta thấy thù. Chứ còn ngài sống đến một cái tuổi nào đó thì bắt buộc ngài phải ra đi, cái chuyện này là chuyện bắt buộc. Mà dĩ nhiên thì đâu có ai trên đời này đã là thánh nhân mà muốn sống đời đời đâu, nhưng mà mình giải dụ trường hợp như vậy đó, tức là nếu mà ngài có muốn cũng không được, không thể nào được, không thể nào có một thứ thần thông nào mà có thể chống lại cái chết hết, không thể, cái chuyện tuyệt đối không thể. Phạm Thiên sống lâu nhất là 84.000 đại kiếp thì hết tuổi thọ đó phải xuống. Còn nhân loại mình, ví dụ như mình sống trong cái thời kỳ mà 100 tuổi thì nhiều lắm là mình sống chừng 150-200, ví dụ như vậy đi, cách đôi gấp ba rồi thì cũng phải chết. Thì không thể nào mà cưỡng lại được, kèm hãm được cái sự vô thường của danh sắc, nhớ nha. Cho nên trong công vậy này mình học thêm một cái chi tiết nữa, đó là trong đây có nói thế này: Nahi Nahi Parinya Takhantha Bahi Nakilesa Thì chích tắc là sang gách chàn tí Tăng áp tân ô và xê hợp tân tí. Không hiểu như vậy. Với cái người mà đã với cái người mà đã hiểu biết năm quẩn, đã diệt trừ phiền não đó, thì họ bản thân có được cái sự tự tại. Còn với cái người mà không có hiểu biết được nhẹ quẩn xứ giới, chưa chấm dứt được phiền não, thì người này tiếp tục chìm sâu ở trong cái sự chi phối, cái sự tác động, sự ảnh hưởng của phiền não, của tất cả cái gì thuộc về tâm á, thì lúc đó nó đều có thể làm cho mình bị hút vào trong đó, mình không có cưỡng lại được. Cho nên nhớ cái này, câu kệ này đó, câu kệ này có thể hiểu được hai cách. Một là mọi vật ở đời này bị tâm dắt dẫn. Dạ, cái câu chắc tôi phải biết ở đâu á. Mọi vật ở đời này bị tâm dắt dẫn. Mình thấy trong A Di Đà nói vạn vật ở đời này nó do bốn nhân tạo: nghiệp, tâm, thiên nhiên và dưỡng tố. Nghiệp tức có nghĩa là do cái tiền nghiệp mình thiện hay ác, có nhiều thứ ở đời này nó do nghiệp tạo ra. Nhưng mà không phải nghiệp là tất cả, có những thứ đó do tâm tạo ra. Thí dụ như mình thấy những cái động tác mà đi, đứng, nằm, ngồi, đó là do tâm tạo ra. Rồi do thiên nhiên, thí dụ như do cái cấu tạo tự nhiên của pháp hành, thì có cây này, rồi có cây, có cỏ, rồi có sông, ngồi, kinh, rạch, biển cả, núi cao, đại khái của cây thứ tư nữa, đó là do dưỡng tố, đó là có những cái mà nó phải do những cái nguồn tiếp liệu, do những nguồn tiếp liệu, chứ không thể nào mà do nghiệp mà có, cũng thể nào do tâm, cũng phải là thể nào do thiên nhiên, mà nó phải do cái nguồn dưỡng tố mình cung cấp. Cái điều thứ tư này rất là quan trọng nha. Có nghĩa là mình sống trong một điều kiện rất là tốt, điều kiện nhân tạo và điều kiện thiên nhiên rất là tốt, nhưng nếu mình không chịu ăn uống, bụng muốn lắm, bụng thì muốn lắm nha. Rõ thứ nhất là có tiền nghiệp, do nghiệp bố thí cho mình sinh ra trong một điều kiện rất là tốt, mà sống trong một điều kiện thiên nhiên rất là tốt, trong ngôi nhà tức là điều kiện nhân tạo rất là tốt. Mình cũng muốn mình có sức khỏe, nhưng mà khổ chỗ là trong cái thực phẩm mà mình ăn vô á thì nó lại không có hợp lý, cho nên là mình cũng không có khỏe được. Cho nên đó là lý do tại sao trong kinh nói cái vạn vật nó do nó có đến, thể đến từ bốn nhân: do nghiệp, do tâm, do thiên nhiên và do vật thực. Thì trong đây mình có tâm á, tâm. Thì tâm ở đây mình thấy cái nghiệp là gì? Nghiệp cũng là tâm. Nghiệp cũng là tâm chứ. Nhưng mà trong trường hợp này được kể riêng thôi, vậy mình cái này gọi là nghiệp, kể riêng rồi kể là nghiệp. Thật ra cái nghiệp nó cũng là tâm. Rồi cái thứ tư là gì? Là vật thực. Nói là vật thực nhưng mà mình thấy cũng là do tâm mình, do cái tâm mình muốn ăn mình mới ăn vào chứ. Nhưng vấn đề rõ ràng là cái tâm đó, nó là tất cả. Dựa theo bài kinh này giải thích từng chữ là như vậy: tâm là tất cả, không có tâm cũng có gì hết. Bởi vì chính Đức Phật đã dạy tâm dẫn đầu các pháp. Rồi bây giờ các vị cho tôi xin tiếp cái thứ hai.